trời nắng lắm, đen da, xấu xí. Trời ơi, ông làm cái trò gì vậy hả? Từ hồi nãy giờ ngăn cản tôi hoài là sao? Thì con cháu nó để tóc đó thì thôi để cho con cháu để thấy nó đẹp là được rồi. Ai mượn ông? Cháu tôi để tôi dạy. Ai mượn ông Minh? Không. Mà nè. Hả? Ông đi qua đây làm chi vậy hả? Ủa, mở tiệm hoa mà, đúng không? Mở tiệm hoa làm gì? Mở tiệm thì để cho khách người ta qua đây người ta mua hoa, đúng không? Được. Mua hoa gì? Nói. Không mua hoa nữa. Mà mua hương. Ở đây đang là một bãi xương rồng nha. Xương rồng không có hương. Muốn mua hương vô trong lựa qua thiệt. Không. Thích hương hơn. Mê hương hơn. Thích hương. Đúng rồi. Mê hương. Đúng rồi. Lên bàn thờ khói hương nghi ngút từ sáng tới tối. Thôi kỳ vậy. Sao cứ mà nói là cứ kêu nuôi phải leo lên bàn thờ vậy. Hương đây là ai? Tôi không biết. Nè, mới sáng sớm tôi chưa mua bán gì nghe. Ai mượn ông qua đây ông thả thính. Ông có tin ông rắc một hộp thính nữa nghe. Là tôi cắt cái bóp. Ba phân còn một phân nha. Tóc vậy sao hết được nữa. Vậy thì tôi không hết tóc. Mà tôi cắt một cái bóp. Là sao? Đầu một nơi, mình một nơi, ông tin không? Ê, bậy, giỡn không vui, ý không được. Ê, đứng lại đó, đứng lại đó. Thôi. Tưởng gì, nhìn đàn ông hầm hố vậy, cũng nhát thấy sợ. Nhận được nhiều đơn không? Đây đưa tôi chạy cho. Xong rồi tôi bỏ lên xe tôi nè. Xong tôi đi giao cho người ta. Lúc tôi làm shipper. Chiều giao, bây giờ chưa có giao gì hết trơn á. Nói chứ Út đưa cho tôi đi có nhiêu đưa nhiêu. Tới chiều dồn lại cái nè. Đi giao cho người ta không kịp. Trời ơi, người ta dặn giờ nào thì giao giờ đó. Giao sớm là ai ghé rồi mà lấy. Với lại á, anh lớn tuổi rồi. Ở nhà bên bển đi cho con cháu nó phụng dưỡng. Cứ qua đây làm chi vậy không biết. Giao qua tôi có shipper giao rồi. Không có tốt nhiêu trơn rồi. Trời ơi cũng tốt. Đưa qua tôi không lấy đồng bạc nào. Miễn sao cứ nấu cơm cho tôi ăn chung là được rồi. Ăn cơm thì được. Ừ. Nhưng mà chung là không có đâu ha. Thôi ăn chung thì đi vậy em thôi là. Ừ mạnh ai nấy ăn. Nhưng mà ngồi chung một bàn. Ví dụ Út ngồi đó tôi ngồi đây. Tôi cứ cầm cái chén cơm tôi ăn nhiêu tôi nhìn nhiêu được. Mình ngồi chung một trái đất được không? Tôi ngồi chung trái đất hả? Thôi ngồi chung một mâm luôn đi cho rồi. Suốt ngày ăn ở không làm gì qua nói chuyện tào lao không? Bởi vậy tôi thấy một cha già này ăn ở không ở nhà nó ngủ phụng dưỡng ăn no tự nhiên sách á cái mình không đi qua đây hoài. Tính tìm Xuân. Dạ tôi tìm cô Xuân á, cô Xuân trẻ đẹp chủ của cái tiệm này. Đại khái là giờ muốn tìm chủ trẻ đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Biết nhìn người. Dạ. Đây là một tuyệt tác. Dạ. Dạ đây. Mình á. Mình rồi. Chủ ơi. Chủ. Gì vậy? Chủ. Có người tìm bà chủ. Cảm ơn nghe. Đây. Dạ, chào ông anh. Dạ chẳng hay ha, ông anh muốn đặt hoa gì ạ? Bà chủ. Dạ không, tôi xin lỗi. Chắc là tôi đã đi nhầm chỗ vì tôi tìm cô chủ trẻ đẹp á. Chứ không phải tìm cô già mà xấu xí. Ý là vậy gì? Cái không? Này ông anh nói chứ tôi không có nói. Dạ. Không. Hả? Ủa là sao? Rốt cuộc là ông kiếm ai? Dạ tôi đã đi nhầm chỗ rồi. Dạ thôi xin lỗi. Nói chuyện chưa có xong với tôi tắm ông đi nghe chưa? Dạ cái dạ gì? không. Dạ, không. Đứng lại đó. Đứng lại đó. Trời ơi. Vô duyên. Ông đó ông tới đây ông kiếm người trẻ đẹp. Rồi ông thấy tôi ông bỏ ông chạy. Là sao? Kêu gì mà kêu già. Lớn tuổi. Già cũng là cái miệng ông nói ra nghe chưa? Ông có biết cuộc đời tôi. Ông có thể nói tôi xấu, có thể nói tôi ngu. Nhưng tuyệt đối ông không được nói tôi già, bởi vì tôi già thiệt. Ai trong nhà có cái gì kìa? Quay dây. Nè, đứng lại đó. Trời ơi là trời, đàn ông thời buổi này thiếu tế nhị như vậy á. Hỏi thì sao, tôi ở giá suốt đời cho vừa lòng cái người. Cũng như tháng này là ổn. Vắng que như cây tre vậy trời. Nhà không một bóng người. Ê. Ê. Đó. Ông nói không một bóng người vậy cái đống thù lù đang ngồi ở đây không phải con người hả? Không. Ở đây nó là một tuyệt tác. Nó không còn phải là một con người nữa. Là tuyệt tác của thiên nhiên, của tạo hóa. Thôi đủ rồi. Còn ở đây tôi nói là không một bóng người rồi tôi nói mấy đứa nhỏ ở đâu sao tôi không thấy nó đâu hết trơn vậy trời.
con cháu tôi quan tâm làm gì, nó đi đâu kệ nó, có gì nó lo rồi. Hỏi thăm nó chứ, ông cứ xách mé tôi hoài à. Ủa có liên quan gì tới ông hỏi thăm, rồi qua đây làm chi? Đừng nói là cái ăn hương nữa nha, là lên bàn thờ gửi hương nữa nha. Ngày mà không qua đây rồi không hương hoa, tự nhiên cái cảm giác như là nó thiếu thiếu cái gì á, Út hiểu không? Tôi cảm giác như là ngày nào mà anh không qua đây để nghe ăn chửi là anh thèm. Anh ghiền, anh ăn không ngon ngủ nguyên phải không? Mà cái chửi đó nó phải xuất phát từ cái đôi môi chính mộng của Út. Đau quá đi. Thiệt mà. Thôi mệt quá đi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Thì thôi, Út cứ làm gì Út làm đi. Tôi chỉ cần ngồi và ngắm thôi, đơn giản lắm. Thôi được rồi, anh muốn ngắm cứ ngắm. Đó, ngắm đi. Còn cháu gì riết, đứa nào cũng bỏ đi hết trơn trọi, không nhờ giá gì được. Cái giống gì cũng một mình thân già này lo thôi. Ôi cha, sao mệt mỏi quá trời quá đất, không biết nữa. Ủa quên. Trời ơi. Trời làm gì hết hồn vậy? Ông đứng đâu hồi nào vậy? Vừa nghe cái khúc mà phần 7 trang 4 của cái kinh vậy đó. Cái kinh Nhật tụng là con cháu lúc nào cũng bỏ đi. Thì đó, đấy cái phần đang tụng đó. Trời ơi sao lúc nào Út cũng nghe Út giống như than vãn tụng kinh vậy á. Út hả? Tại vì cuộc đời tôi nó có gì vui, không có gì thăng hoa, còn không có gì trầm lắng hết. Trời. Nó phẳng lặng. Nếu như Út không có chuyện gì vui vẻ, Út hãy lấy cái tấm thân này ra. Út nhìn thẳng vô cái tấm thân này nè, có một sự vui nhộn luôn tỏa sáng trong đây. Nhìn thẳng vô tấm thân này, lúc nào nó cũng có một cái gì vậy hả? Tôi đây tôi nhìn vô cái hoa này còn có hồn có vía hơn. Trời ơi, nói vợ chứ Út nha, nói chứ cái này sinh động lắm nha. Cái khúc này biết buồn, biết vui, biết tâm sự, biết nhỏ to, biết có thể giúp Út giặt đồ, thay đồ, nấu ăn, lau nhà, ship hàng không tốn tiền. Cái này quen rồi. Chính xác. Cái này cũng kinh nhật tụng tụng mỗi ngày. Thì đó, nhưng cho mà tôi hỏi câu phỏng vấn, tôi phỏng vấn hoài mà trả lời vẫn không thỏa đáng, qua đây làm chi vậy? Thì không biết, cha nội thì sành ra không biết ăn ở không biết làm gì, cứ đi qua đây vậy thôi. Rảnh quá ha, đi về nhà ở đi, qua đây làm gì? Bậy, nói chứ qua có công có chuyện nè, hoài mới qua. Công chuyện gì? Qua đây mua bông. Sớm bán bông, không lẽ không mua bông? Được rồi, mua bông gì nói tôi bán. Mua bông hồng. Mua bông hồng làm giống gì mà ngày nào cũng bông ông mua vậy? Mua bông hồng về tôi đâu có chân. Không chân đi làm gì? Làm bơm. Bơm gì? Bơm nguyên tử. Khùng hả? Bơm nguyên tử gì? Để tôi thả qua nhà của ông. Ông mà thả bơm qua nhà tôi hả, thì tôi lụm quả bơm đó, tôi bỏ trong bụng ông, chứ đâu nổ cái bùm banh xác. Thư giãn chưa? Không. Thoải mái chưa? Chưa. Bậy, thư giãn thoải mái rồi, dễ chứng rồi. Con giùm đây. Và em đã yêu anh, yêu rất lâu lần. Nhìn một ngày đẹp trời.